chờ cơ vận. Quê Hiền nói anh nói rõ kinh tế thế giới sụp đổ một vài nước hay toàn thế giới sụp đổ? Toàn thế giới. Hiện bây giờ nước Mỹ, nước Nga thì sao thôi là xăng dầu nó nhì rồi. Bây giờ mình thêm một cái trận chiến nữa thôi nha. Bất cứ lúc nào, hồi nãy mình có nói và nói lại một chút. Trung Cộng mà nó tấn công Đài Loan nhẹ nhàng cái thôi là tất cả mọi cái lưu thông đường biển hay đường không phận á cũng ngưng, thì có phải là cả thế giới bị sụp đổ không? Tại cái nền kinh tế như đi mạch máu lưu thông với nhau hết vậy đó, vừa lúa gạo vừa nhiên liệu, cả những cái quần áo vải lụa đồ không có di chuyển nhau được, thì một nơi sản xuất một nơi không có nhận hàng thì bên kia không có tiền, không có tiền thì bên kia không có tiền phát lương, không có tiền phát lương thì nhân công nó nghỉ, nó chỉ nghỉ thôi, muốn kéo nó trở lại cũng khó. Thì cái nền kinh tế gọi là toàn cầu mà bây giờ mình thấy là bắt đầu nó rung rinh rồi đó. Cho nên lúc trước có khuyên mọi người đừng có chơi stock trong lúc này, chơi là sẽ thua á, những cái bất ngờ xảy ra mà.